Hay là mình lại đằng kia đứng chờ anh Vũ một chút. Anh Vũ chắc cũng sắp tới rồi đó anh. Ừ. À, anh Mẫn, anh nhìn kìa, hình như anh kia anh bị cái gì kìa. Ừ, qua bệnh coi sao em. Dạ. Anh gì ơi, anh gì ơi, anh ơi, anh gì ơi, anh ơi, anh ơi, anh bị sao vậy? Anh có sao không anh? Tôi bị bệnh tim. Tôi đẩy trong cấp xe á. Lấy thuốc cấp đi. Xe, cấp xe. Đúng rồi. Nè anh. Nước. Nước này anh. Từ từ thôi anh. Anh có cần tụi tôi đưa anh vô bệnh viện không? Thôi khỏi. Tôi bị vậy hoài à. Anh chị để tôi ngồi nghỉ xíu đi. Rồi tôi khỏe. Anh chị bận thì cứ đi trước đi nha. Đằng nào tụi tôi cũng phải chờ bạn. Anh cứ để tụi tôi ở đây với anh một lúc, coi anh khỏe thiệt chưa đã. Đúng rồi đó. Hay là gọi người nhà tới đi, cho chắc ăn. À, để tôi gọi về nhà ăn cái. Dạ. Của anh nè. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, anh Vũ. Hả? Anh Vũ. Ủa, Nhi, Mẫn. Anh Vũ. Cô anh nè. Ủa, dạ, cảm ơn. Người này là ai vậy? Dạ, anh này lúc nãy bị mệt. Tụi em đỡ anh dậy cho anh uống thuốc chứ không có gì đâu. Nãy giờ tụi em cũng có gọi cửa, nhưng mà người ta không có cho vô. Hay là trong lúc chờ đợi, mình thuê khách sạn Bình Dân ở ngay từ đằng kia, ở lại cho tiện đi. Có gì tối em tới đây thăm dò, nếu được thì đột nhập vô để bắt anh Bảo. Dạ, được đó anh. Ở khách sạn rất là phức tạp. Không mấy, hai tụi em ở nhà anh đi. À, anh Vũ nói đúng đó. Hay là để mình anh ở thôi. Dù sao anh cũng là con trai mà, sẽ tiện hơn. Em về nhà anh Vũ ở đỡ đi. Có gì anh sẽ gọi cho em và anh Vũ tới. Anh cũng không chắc là khi nào gặp được anh Bảo nữa. Mận nói phải đó em. Dạ, thôi vậy cũng được anh. À Mận à, hay là để anh đưa em tới khách sạn đặt phòng trước, rồi quay lại đây đón Nhi. Dạ không cần đâu anh, để em đi bộ tới được rồi. Hay là anh đưa Nhi về trước đi, để Nhi nghỉ ngơi, đi đường xa cũng mệt lắm rồi. Ừ, vậy cũng được. Nhi, anh đưa em về nghỉ ngơi, rồi tối anh sẽ đưa em qua đây. Ba đứa mình đi ăn. Dạ. Vậy em đi trước nha. Ừ. Khi nào mà anh mướn được khách sạn thì nhớ gọi cho em biết nha. Ừ. Ừ. Nè em. Dạ, em đi nha. Ừ. Anh đi trước nha. Dạ. Anh sao rồi? Người nhà của anh tới chưa? Tôi uống thuốc rồi, nên là cũng đỡ nhiều rồi đó anh. Ừ. À, mà anh ơi, cái anh Vũ hồi nãy là gì với chị vậy? Ờ, họ là người yêu của nhau. Thiệt hả? Ờ. Chết rồi, tội nghiệp chị quá. Chị bị gạt rồi đó anh. Anh nói vậy là sao? Nói thiệt với anh, tôi là thám tử, được công ty đối tác của bà Trang thuê để theo dõi bà, coi công ty của bà có làm ăn được hay không, để mà còn hợp tác. Và tình cờ tôi theo dõi được là bà Trang đã có nhân tình trẻ, chính là anh Vũ lúc nãy đó. Hả? Anh chị vừa giúp đỡ tôi, cho nên là tôi mới nói cho anh biết, coi như là để cảm ơn anh, cũng như là để cho chị đỡ bị gạt. Anh có nhầm lẫn cái gì không? Anh Vũ làm sao có nhân tình được chứ? Đây, anh coi đi. Đây là những hình ảnh mà tôi theo dõi, chụp được mấy hôm nay đó. Không thể như vậy được. Tôi còn biết được là bà Trang không hề biết anh Vũ có người yêu. Anh Vũ đang bắt cá hai tay đó anh. Anh ơi, hay là anh giúp tôi và trừng ông Vũ trước mặt Nhi được không anh? Tôi không muốn Nhi yêu một kẻ sở khanh như vậy. Bây giờ mà tôi giúp cho anh, rồi lỡ anh Vũ anh tra hỏi, anh biết được khách hàng của tôi
tôi sẽ bị đuổi việc đó. À, hay là anh vậy? Hả? Anh nói là anh thuê tôi điều tra và theo dõi anh Vũ, hoặc là kiếm một cái lý do gì hợp lý là được. Dạ, vậy cũng được. Làm theo cách của anh đi, miễn làm sao giúp tôi và trừ ông Vũ trước mặt Nhi là được rồi. Ok, cảm ơn anh nhiều nha. Mùa sậy trổ bông, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.